Sự kiện nhằm góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng nói chung và người dân địa phương nói riêng về các nguy cơ tác động của thiên tai và biến đổi khí hậu, không chỉ đối với người khuyết tật mà còn chính với bản thân mỗi người, từ đó có giải pháp phòng tránh và thích ứng. Tại buổi meeting thì các đại biểu đã ghi nhận vai trò của công tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai cũng như sự thiệt thòi của người khuyết tật trong thiên tai, chia sẻ những kinh nghiệm trong việc tạo điều kiện để người khuyết tật tham gia ứng phó, giảm thiểu rủi ro thiên tai tại gia đình và cộng đồng. Hiện nay, Việt Nam có khoảng 6,7 triệu người khuyết tật. Đây cũng chính là nhóm người dễ bị tổn thương nhất do thiên tai và biến đổi khí hậu.